tô N279 nha cả nhà. Hai cầu chở lực lái. Đó. Nguyên zin về bên em đang xịt rửa sạch sẽ rồi nha. Sau khi em nó được tắm rửa sạch sẽ. Sau khi em nó được tắm rửa sạch sẽ rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, có máy che theo xe luôn. Hinomoto N279 nha cả nhà. Rồi đạp ga đi, đạp ga. Đặc biệt xe bên em về là bình nào cũng rách, bình vào xe là giao bình mới hết nha cả nhà. Nên cả nhà sẽ an tâm nha. Đó, khai trương đầu năm. Đó, bên em bán giá rẻ cho những anh nào mà đầu năm vô mua hàng nha cả nhà. Đây là tem kiểm tra chất lượng bên Nhật này. Hinomoto N279. Mấy con này siêu bền nha cả nhà ơi. Siêu bền nha cả nhà. Đây hai bên này nó có cái chỗ param đi lên nè cả nhà. Có tem thông số hướng dẫn sử dụng đầy đủ nè. N279 nè. Vòng tua của nó là 2006-2008 nè cả nhà. Nó tương đương là 28 ngựa nha. Con này chạy trên 1.000 giờ. 1.190 mấy giờ. Tiếng lùi trên vô lăng nha cả nhà. Đó. Tiếng lùi trên vô lăng và đây số chạy trên vô lăng luôn. Số chạy trên vô lăng, tiếng lùi trên vô lăng đẹp, rất là đẹp. Con này rất đẹp nha, rinh nha cả nhà nha. Số sới nè, có 4 số sới. Em nó có 4 số sới. Tem mát nguyên zin. Ghế ngồi em. Đây dưới ghế đây. Có mấy chỗ bị chảy nổ sơ sơ nha cả nhà. Tem mát thông số và hướng dẫn sử dụng của em nó còn nguyên xi sau ghế luôn cả nhà này. Chỗ này là chỗ bình đổ dầu. Nguyên zin nha, dưới ghế em nó có bị cháy nổ một xí thôi nha cả nhà, không ăn thua nha. Với lại chỗ này, ngay trên cái dè này nè, nó có bị cháy nổ một tí chỗ này. Đó. Bộ đông nước sơn của nó rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha. Mấy anh mấy bác mà về đi cổng đi kéo đồ á, thì thôi cái con này là hết nước chấm luôn á. Dùng không biết ngày nào mà hư luôn. Xe nguyên zin đẹp. Đùi sau thẳng luôn. Em đã cho xịt rửa sạch sẽ rồi. Đó, ở nhà nhìn đùi nó nè.
gì là hy sinh luôn nha. Hinomoto N279 đó cả nhà, coi chỗ này rửa cho chưa sạch này, ngay cái đuôi chuột của em nó luôn này. Đó, mấy cái ốc này. Đây vẫn còn đó. Gầm cũng rất là đẹp nha cả nhà. Gầm cũng rất là đẹp nha. Nói chung con này nhìn cái cấu tạo khung sườn rất là chắc chắn. Lớp sau của nó là lớp Bridgestone nha cả nhà. 12.424. Đó, made in Japan của Nhật. Đây. Để em xem coi. Mâm nguyên zin luôn. Nó chỉ bị cháy một tí đoạn này thôi nè. Đây, nó bị cháy nổ sơ sơ thôi. Còn đâu rất là đẹp. Ốc vít nè. Ốc tán nè. Bảy màu long lanh luôn. Con này lớp thì đẹp nè. Gai còn khá là cao luôn. Nguyên zin của Nhật nha em coi nè. Đấy. Gai còn nó phải còn 4 ngón tay của em nha cả nhà. Đây. Cả nhà xem còn phải 4 ngón tay nha. Rất là đẹp luôn. Gai còn là tương đối cao. Đây. Lớp nguyên zin của Nhật, gai đẹp, lớp đẹp. Con này gai đẹp, lớp đẹp, không có nứt nha cả nhà. Vô đứng luôn. Cầu trước. Ui, cầu trước rất là đẹp luôn nha cả nhà nha. Cái độ cháy của em nó rất là ít. Độ cháy mà cái đôi bà tiếp xúc với đất đó rất là ít luôn. Nhìn rất là chắc chắn nha. Độ này thì biết khi nào mà hư. Rất là chắc luôn. Cô đá thật sẽ. Xe này bên nay bên em đang ra giá là nằm khoảng từ 95 tới 105 nha cả nhà. 95 đến 105 triệu. Đây, Hinomoto. Còn ngay zin cho các bạn cho cái vô lăng mình ngồi luôn. Tem Nhật, chữ Nhật. Hai bên còn nguyên kính chắn đất dâng lên nha cả nhà. Động cơ 3 máy. Đó, động cơ Hinomoto siêu bền luôn. Động cơ máy đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Dùng siêu bền cả nhà. Mấy em mới bác về mà cổng kéo rồi thôi. Là đầu tư em này là quá là biết luôn nha cả nhà. Giá cả thì phải chăng, làm thì siêu bền. Lại là xe là đẹp xuất sắc vậy chứ. Có máy che đây, xe đàng hoàng nha. Cầu rồi là gì là nhìn rất là sắc chắn luôn. Đây nè mấy em này nó bị cháy mấy chỗ này nha cả nhà. Đây nè, nó bị cháy nổ. Ở trên cái nắp capo nó hơi cháy nổ một tí nè. Nhưng còn rất là đẹp nha cả nhà. Ốc với chả ốc tán. Nhà thấy chưa, ốc tán nguyên zin 7 màu luôn nha. Bên em đang ra giá con này nằm từ 95 tới 105 triệu nha cả nhà. Cho động cơ máy gần 28 thừa. Hai cầu trợ lực lái. Lớp đẹp. Lớp trước là Bridgestone, Bay Japan của Nhật nguyên zin lô 86.
Nói chung lớp trước cũng đẹp nha cả nhà. Lớp trước cũng đẹp luôn. Đây lớp bên này nha. À có mấy chỗ này, bên này là có mấy chỗ này nó hơi nứt răng răng này cả nhà. Đây nè. Có mấy chỗ này nứt răng răng. Đó, còn lâu thì đẹp trai, còn tương đối là khá khá. Lớp trước là may in Thái Lan, Triton. Mâm nguyên zin, ốc mít nguyên zin. Ở nhà xem xe thấy chưa? Cái mâm nó còn đẹp cỡ này luôn này. Ốc tán nè. Đó, ốc tán bảy màu luôn này, vàng long lanh long ảnh luôn này. Rồi, một con xe xuất sắc Hino Moto N279 hai cầu trợ lực lái. Máy che. Đẹp xuất sắc luôn nha. Năm giá khoảng 95 đến 105 triệu. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Kính chúc cả nhà là một năm mới này là dồi dào sức khỏe, gặt hái nhiều thành công và hạnh phúc. Ủng hộ ở bên cửa hàng em nha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào.